Như thế. Chị thì không hay nói về việc là dự án sắp tới thì là chị thường sẽ là chắc chắn làm cái gì đó thì chị mới nói ra, nên là xin cho phép chị được giữ bí mật, vì là chị cũng vừa vào miền Nam được vào hơn 3 tháng thôi, thì toàn bộ 3 tháng thôi đã dành cho nó chưa có của công ty Khánh Thành là Paris rồi. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sắp tới sẽ ra một bài hát mới chắc chắn rồi, và sẽ có một kế hoạch rất là hay. Thank you.
Hello, xin chào độc giả của Sao Zone, mình là ABJ. Yeah. Rất là hồi hộp và có một gì đấy hạnh phúc à, nhưng mà thật tiếc là hôm nay người bạn của em vì bận chút công việc cho nên là chưa có về kịp, cho nên hôm nay em đứng trên một mình trên sân khấu và cảm giác bây giờ cũng vẫn còn một chút gì đấy rất là run. Thì hy vọng sẽ tụi em sẽ trở lại sớm và sẽ quay trở lại và gửi đến tất cả mọi người những tác phẩm và phần trình diễn tốt nhất. Dạ. À, sau chuỗi em ăn cô đơn đi thì tụi em đã có những project mới và đã lên kế hoạch, thì tất cả những dự án đấy tụi em sẽ bật mí trong thời gian sắp tới gần nhất. Chơi nổi là em có định là kết hợp với lại ca sĩ hay là nghệ sĩ nào nữa không? Trong dự án mới thì tụi em cũng có ạ. Đã có nhưng mà chắc là cũng chưa hợp mí được, tại vì cũng anh em cũng đang lên project. Em suy nghĩ gì khi mà bài hát của mình nó nhận được cái phản ứng tốt, hiệu ứng tốt? Đối với em, I'm a Golden Day là tác phẩm đưa em tới được tới nhiều khán giả hơn, được mọi người nhiều người biết hơn, cho em rất nhiều cảm xúc lạ. Thì thường thì những cái bản hit đầu tiên của riêng mình thì nó thường có một cái gì đấy rất là ý nghĩa và lớn lao ấy. Thì cho em rất nhiều cảm xúc. Và cái mà em cảm thấy vui nhất đó là được gần gũi mọi người hơn. Nó có giúp cho em tháo bỏ áp lực mà khi người ta gán em vào cái là cái người thay thế của Jack không? Dạ. Thực sự thì ngay từ ban đầu khi mà em kết hợp với KSM thì câu trả lời của tụi em thì chỉ có một câu trả lời của em chỉ là âm nhạc thôi, chứ em không ngoài những vấn đề bên ngoài gì thì em ít suy nghĩ lắm. Dạ. Vậy là em không có cái áp lực nào khi mà hợp tác với KSM, quyết định hợp tác với KSM? Dạ. Không phải là không có, nhưng mà cái như cái câu trả lời của câu hỏi của anh thì câu trả lời của em thì chỉ có mà anh em chỉ cảm thấy đồng điệu trong âm nhạc và chỉ câu trả lời chỉ là âm nhạc thôi, chứ khi cái bài I'm a Golden Day như nãy anh hỏi ấy thì em có một cái gì đấy, có nghĩa là câu trả lời của tụi em là chỉ trong chất liệu của âm nhạc thôi ạ, chứ không có một cái gì là cảm nhận là những bạn trước hay là cái gì mình bị áp lực đâu. Với cái chủ đề âm nhạc đó thì sản phẩm tiếp theo này nó có giống như vậy không? Sau chuỗi I'm a Golden Day thì chắc em và KSM sẽ tạo ra một hoặc là anh em sẽ hợp tác làm một dòng nhạc khác mà sẽ chắc chắn là sẽ đặc biệt để gửi tới mọi người trong thời gian sớm nhất. Ok, cảm ơn.